shut the fuck up. Get the fuck, 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 shut the fuck up. Vẫn nằm chờ con này cũng là hai quan chính ngạch đây nè, hai quan chính ngạch 22 phim hết trơn. Thì nói chung á là có những chuyện trên đời người ta thường, anh em thường thường nói cái gì mua không được bằng tiền thì mình mua thật nhiều tiền các bạn. Đây mua thật nhiều tiền, cái tiền mua biển số 700 mấy chục triệu vẫn rớt như thường,
đừng có ông nào nói với tôi là có nhiều tiền là mua được hết, đéo tin. Ví dụ như ở đây mình có bán mấy cái ngũ quý nè, thì cái này đúng là anh em có nhiều tiền anh em mua được nè, là tại vì tôi có bán. Còn ví dụ giờ tôi không bán đó thì anh em mua bằng cái gì nè? Ví dụ như giờ nguyên cái vàng này nè, tất cả cái vàng xe này đều có giá hết, chiếc nào cũng có giá, nhưng riêng chiếc này á, riêng chiếc này tôi không bán nè, anh em sao mua? Bởi vì mình mới nói á, anh em cân nhắc một chuyện. Ví dụ như mà chơi xe là cái thú vui đam mê tao nhã, giống như là chơi chim cảnh hay là cây kiển hay là cá kiển vậy đó, nói chung mỗi người sẽ có mỗi một cái đam mê, cái gì mình mê mới được các bạn. Còn ví dụ như mình mê xe, trước tiên mình thấy cái biển số nó đẹp đi là mình thấy phê rồi đúng không, thấy biển số là thấy nó phê rồi, còn thấy chiếc xe là chẳng qua là gì. Ví dụ như mình nói với bạn bộ ti tăng, bộ tăng ti tăng có tiền mua được, cái bộ nít cho nó có tiền mua được, xác xe đúng không, tôi có tiền tôi dựng lại xe thùng được, được hết các bạn, nhưng cái biển số căng lắm nha các bạn. Quá đẹp rồi, chúc anh khách về chơi xe vui vẻ, rước cái xe này về ngay Tết luôn nữa, mai vàng chơi Tết luôn hết bài. Còn anh em nào mà có mê phong cách dây ếch gin hay là dây ếch bốn món ăn chơi, có đồ chơi vậy đó thì cứ liên hệ bên mình. Bản thân mình cũng còn cái con tím ở trong nhà đó, con đó mình độ xong cũng 700 mấy à, thi hai lần rớt nản quá cũng bán 600 mấy à. Anh em nào có rước rước luôn đi, bản thân mình để hoài nào tới thời thi tiếp vậy đó. Còn con này đã quá rồi, dặn ra cái cho anh em nghe nha, nói chung là bu này là bu quản quyền của cửa hàng nghe mà.